mà một trong những dòng điện thoại Vetu bền nhất mà pin cũng lâu nhất, ví dụ như là pin Vetu CVS dùng trong máy đó một ngày rưỡi đi, hơn ngày đi, bỏ vào đây dùng phải 2 ngày mấy 3 ngày, đó là cái đặc biệt. Tất cả những sản phẩm của Kỳ Lạnh Luxury là sưu tập tiêu chí về ruột nguyên bản, nguyên zin, chính hãng và đẹp xuất sắc là như mới. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay một chủ đề về sản phẩm điện thoại. Với background đẹp về những siêu phẩm chế tác nữ trang bằng 18 và kim cương thiên nhiên của Kỳ Lân, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu chi tiết về siêu phẩm này. Đây là chiếc điện thoại Vertu Ascend X. Đây là một siêu phẩm điện thoại mà một trong những dòng điện thoại Vertu bền nhất mà pin cũng lâu nhất, nghe gọi âm thanh chuẩn cũng gọi là tương đối nhất. Với một siêu phẩm này thì không còn gì để mà Kỳ Lân diễn tả về sản phẩm này cả, vì đây là một siêu phẩm đẹp như mới, đẹp xuất sắc, đẹp mà hoàn hảo, đẹp không một tì vết từ chất liệu cũng như là mọi khía cạnh. Chất liệu đẹp nè, vỏ nè, da chính hãng. Tuy không phải là mẫu điện thoại Vertu Signature S dài, bởi vì dòng kia là dòng đời cao hơn và giá tiền nó cao hơn, nhưng cũng cục pin này sử dụng cho sản phẩm này để vào chiếc điện thoại sẽ dùng chung pin với Vertu Signature S dài mà, thì cũng cục pin Vertu Signature S bỏ vào máy này thì máy này, ví dụ như là pin Vertu Signature S dùng trong máy đó một ngày rưỡi đi, hơn ngày đi, bỏ vào đây dùng phải 2 ngày mấy 3 ngày, đó là cái đặc biệt. Và đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe âm thanh của tiếng chuông siêu phẩm mà chúng ta đang xem Kỳ Lân review. Tiếng chuông này cũng là tiếng chuông riêng của hãng Vertu. Và đẹp quá, gọn quá, tuyệt vời quá. Đây là cái hộp sản phẩm rất là cao cấp và đẳng cấp, bởi vì đồ đẳng cấp thì bao giờ cũng phải là đẳng cấp, tất cả mọi chi tiết từ hộp, phụ kiện và tất cả mọi chi tiết luôn. Rồi, em mở hộp, nắp hộp giùm anh. Ok, đây là siêu phẩm, em cầm giùm anh luôn nha. Ok, gồm có sản phẩm nè và một quả pin hãng new chưa qua sử dụng nè, pin chính hãng chưa qua sử dụng, pin mới và sạc đặt pin zip của Kỳ Lân Luxury. Bên trong nắp hộp này thì có thông tin phiếu bảo hành của Kỳ Lân Luxury, mọi thông tin thông số thì Kỳ Lân sẽ viết ở bên trong này. Đây là cái card visit, đây là cái thông tin Kỳ Lân. Và một điều đặc biệt siêu phẩm này là rung rất là mạnh nha, rung rất là mạnh, đây rung rất là mạnh. Tiếng rung cực kỳ mạnh luôn, điện thoại quay luôn à, điện thoại quay tròn luôn, điện thoại quay luôn. Đây Kỳ Lân thấy nha, vâng, và như vậy là video giới thiệu về sản phẩm Vertu Ascend X siêu phẩm đẹp xuất sắc sưu tầm này đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân Luxury, hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những sản phẩm của Kỳ Lân, hoặc gọi hoặc là kết bạn qua Zalo số hotline 0901 247 247 của Kỳ Lân Luxury nhé. Đội ngũ của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những gì liên quan đến dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến tất cả các khách hàng. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.